Ba ngày trước khi mẹ Maria từ trần, Chúa cho các tông đồ và môn đệ tề tụ tại Jerusalem trong nhà tiệc ly. Mẹ Maria khiêm tốn quỳ gối xin các ngài ban phép lành. Thánh Phêrô khuyên anh em lưu lại với mẹ trong khoảng thời gian ngắn mẹ còn sống trên dương gian và xin mẹ ban phép lành. Đức mẹ quỳ trên một bục gỗ nhỏ nơi mẹ vẫn thường nằm nghỉ. Một vẻ đẹp rạng ngời từ nơi mẹ giải ra, một ánh sáng trời bao phủ mẹ và các thiên thần hầu cận đứng chung quanh. Vẻ đẹp và thân xác gương mặt mẹ là vẻ đẹp của tuổi 33. Từ tuổi này mẹ không hề thay đổi chút nào. Các tông đồ, các môn đệ và một số tín hữu thành hàng lớp trong phòng. Thánh Phêrô và Thánh Gioan đứng ở ngay đầu bục. Mẹ ngước nhìn hết mọi người một cách rất đoan trang thủy mị thường xuyên và nói: "Các con rất yêu dấu của mẹ. Mẹ xin các con cho phép nữ tỳ của các con đây được nói trước mặt các con và bày giải những nguyện vọng khiêm hèn của mẹ." Thánh Phêrô đáp lại lời mẹ rằng ai nấy đều lắng nghe mẹ, sẵn sàng vâng theo ý mẹ. Người xin mẹ ngồi xuống, lấy đá rằng mẹ quỳ để cầu xin Chúa, còn nói với các người mẹ phải ngồi mới phải, vì mẹ là nữ vương của các người. Mẹ xin vâng lời nhưng cũng xin các người ban phép lành đã. Trước mặt Thánh Phêrô, mẹ quỳ xuống mà nói: "Con là nguyên thủ, là Chúa chuyên toàn thể giáo hội. Mẹ xin con chúc lành cho mẹ là nữ tỳ của các con. Xin các con tha lỗi cho mẹ vì đã khiếm khuyết nhiệm vụ phục vụ các con. Xin con cho phép Gioan được đem tặng hai chiếc áo cũ của mẹ cho hai thiếu nữ nghèo đã luôn tỏ lòng quý mến mẹ." Rồi mẹ sụp lại xuống, rơi lệ, hôn kính chân Thánh Phêrô. Trước sự cảm phục của tất cả mọi người chứng kiến, ai ai cũng cảm động. Mẹ lại sắp mình dưới chân Thánh Gioan và nói: "Xin con tha cho mẹ vì mẹ đã thiếu sót bổn phận là mẹ đối với con. Mẹ xin hạ mình cảm ơn con vì lòng tốt lành con đã giúp mẹ, như con chí thánh của mẹ đã giúp cho mẹ. Xin con chúc lành cho mẹ để mẹ đến hoan hưởng ánh nhìn của Chúa tạo thành mẹ." Mẹ tiếp tục giã từ từng môn đồ, từng môn đệ và chung tất cả những người đến tham dự rất đông. Rồi mẹ đứng lên và nói với các tông đồ rằng: "Hỡi các con rất yêu dấu, các con là thầy của mẹ. Mẹ đã thiết tha yêu thương các con trong con chí thánh của mẹ. Lúc nào mẹ cũng nhìn thấy người trong các con là bạn thân và là những ưu tuyển của người. Theo ý người, mẹ sắp về trời. Nhưng ở đó mẹ hứa sẽ vẫn luôn ấp ủ các con trong trái tim mẹ như một người mẹ. Xin các con hãy cố làm vinh danh Chúa và truyền bá đức tin. Các con hãy giữ lời con chí thánh của mẹ. Hãy tưởng niệm về cuộc sở đời và cái chết của người. Hãy thực hành giáo lý của người, hãy yêu mến giáo hội. Các con hãy thương yêu nhau trong mỗi giây đức ái thuận hòa. Còn con, hỡi Phêrô, mẹ xin trao phó cho con Gioan và tất cả mọi người." Những lời đó như những mũi tên lửa xuyên cắm vào tâm hồn hết thảy mọi người hiện diện. Ai cũng đau khổ tái tê, chào lệ, phục xuống lại mẹ. Tiếng nức nở, nghẹn ngào, tiếng than khóc bi ai của họ đã rung động mạnh tâm hồn của mẹ, khiến mẹ cũng phải sụt sùi. Một lúc sau, mẹ khuyên mọi người im lặng cầu nguyện cùng với mẹ. Lúc bầu không khí êm đềm đã trở lại trong phòng, Chúa Giêsu từ trời xuống trên một ngai rất lộng lẫy chói ngời và với một đoàn tháp tùng là toàn thể các thánh và vô số thiên thần, cả ngôi nhà tiệc ly tràn ngập ánh sáng vinh quang. Mẹ Maria sấp mình trước mặt Chúa, kính hôn chân Chúa và làm việc tạ ơn khiêm nhường hết sức thẩm sâu lần cuối ở thế gian. Chúa Giêsu chúc lành cho mẹ rồi nói: "Mẹ đất yêu dấu của con đã chọn mẹ là nơi lưu ngụ. Nay đã tới giờ mẹ phải từ biệt trần gian để lên hưởng vinh hiển của cùng Chúa Cha và con. Trên đó đã chuẩn bị cho mẹ ngay bên hữu con một địa vị. Mẹ sẽ thụ hưởng đời đời. Nhưng con đã muốn cho mẹ với tư cách là mẹ của con khi vào trần thế. Mẹ đã không vướng chút tỳ ố. Giờ đây con cũng muốn mẹ ra khỏi thế gian mà không phải chết. Nếu mẹ không muốn phải qua cái chết, xin mẹ đến với con đi." Mẹ lại cúi sâu lại Chúa Giêsu và trả lời với một thái độ hân hoan rằng: "Con là Chúa của mẹ, mẹ xin con cho phép mẹ là nữ tỳ của con đây được vào nước hằng sống qua cửa của sự chết chung với mọi người. Mẹ đã cố gắng theo con khi sống, mẹ cũng xin theo con cả khi chết mới phải lẽ." Chúa Giêsu chấp thuận quyết định ấy của mẹ. Tức thì các vị thiên thần sướng lên nhiều ca khúc của Salomon và nhiều thánh ca mới lạ. Chỉ có Thánh Gioan và một vài tông đồ nhìn thấy Chúa Giêsu. Nhưng mọi người, cả những người ở ngoài phố đều được nghe tiếng nhạc trời. Nhà tiệc ly ngập tràn hương thơm thiên quốc tỏa ra bên ngoài. Một ánh sáng chói lọi từ nhà ấy giải chiếu ra, ai ai cũng nhìn thấy. Có rất nhiều dân chúng Jerusalem tuôn đến xem. Mẹ Maria cúi mình trên chiếc bục gỗ nhỏ của mẹ,
chắp hai tay lại, mắt nhìn vào Chúa Giêsu, trái tim mẹ cháy bừng lên một tình yêu yêu mến Thiên Chúa. Khi Thiên Thần hát đến câu sau này trong chương 2 sách Diễm Ca: "Bạn tình ta ơi, mau dậy đi nào, đến đi thôi, mùa đông qua rồi." Mẹ Maria thốt lên những lời sau cùng này của Chúa Giêsu trên cây thánh giá: "Chúa ơi, con xin phó linh hồn của con trong tay Chúa." Mẹ nhắm mắt lại tắt hơi. Mẹ đã tắt hơi vì tình yêu quá mãnh liệt, không còn phép lạ nào cản ngăn nữa, nên đã phá vỡ những ràng buộc của thân xác, chứ không phải tại một suy nhược bệnh tật hay tai nạn nào. Mẹ sống là nhờ phép lạ. Phép lạ ngừng, mẹ đi vào cõi chết. Linh hồn nguyên tuyền của mẹ Maria giã từ thân xác trinh vẹn của mẹ lên tới bên hữu Chúa Giêsu trên ngai của Chúa. Ngay lúc đó mẹ được tôn lên ngai của một vinh quang khôn sánh. Tại nhà tiệc ly, mọi người nghe tiếng nhạc thiên quốc xa dần trong không gian. Đoàn thần thánh tháp tùng đã đi theo Chúa Giêsu và mẹ Maria lên thiên đàng rồi. Thi thể mẹ Maria, một thi thể từng là cung thánh của Thiên Chúa hằng sống, mặc một vẻ lộng lẫy rất chói ngời và tỏa lên một mùi hương thanh thoát ở giữa 1.000 thiên thần hậu cận của mẹ. Các tông đồ và môn đệ đau sầu, bùi ngùi, buồn khổ, nhưng hân hoan trước những sự việc lạ lùng vô song ấy. Tất cả đều như ngất ngây một lúc dài, rồi mới bắt đầu hát lên được nhiều thánh ca và thánh vịnh tôn kính mẹ là nữ vương mình. Mẹ qua đời vào ngày thứ Sáu, lúc 3 giờ chiều ngày 13 tháng 8 năm 55 sau Chúa Giáng sinh. Vào năm ấy mẹ được 70 tuổi, kém 26 ngày, tính từ ngày 13 tháng 8 lên tới ngày 8 tháng 9 là ngày sinh của mẹ. Mẹ sống còn lại sau Chúa Giêsu 21 năm 4 tháng 19 ngày. Nhiều hiện tượng phi thường vĩ đại xảy ra ghi dấu sự ly trần quý báu của mẹ. Ánh sáng mặt trời mờ đi trong nhiều giờ, rất nhiều chim đủ lại đến họp đàn chung quanh nhà, kêu những điệu hót bi thương, ai nghe cũng phải cảm động. Cả thành phố Jerusalem nhốn nháo, dân thành bỡ ngỡ, lũ lượt kéo đến căn nhà tiệc ly. Nhiều người dường như ngơ ngẩn, nhiều bệnh nhân đã đến viếng thăm mẹ đều được lành bệnh. Những người quỷ ám chưa đến gần nhà tiệc ly đã được khỏi. Có ba người nọ, một người đàn ông và hai người đàn bà ở Jerusalem đã chết khi còn mang trọng tội, cùng một lúc với mẹ, được sống lại nhờ lời mẹ cầu bầu để sám hối và được cứu rỗi. Các linh hồn trong luyện ngục được lên trời lúc mẹ cùng với Chúa Giêsu tiến vào thiên đàng.